Rồi. Ừ. em xin lỗi nha Trời ơi Trễ, trễ, em xin lỗi nha Trễ gì mà trễ Em hẹn anh bây giờ em Không có thời gian mà còn trễ em Tại em đang đi đường mà em nghe phong phanh người ta nói chuyện của con bé Thảo ấy bồ sang Sao? Hái nào sao? Con bé Thảo đi chơi với thằng khác Đi chơi với thằng khác? Đúng rồi Ai bảo ngày hôm qua anh thấy Thảo ôm thằng sang Mà bây giờ em bảo đi chơi thằng khác không có đâu Em thấy em nghe người ta nói phong phanh đấy nghe chỗ nhà anh ấy. À, em nghe bà tám mới muốn riêng ngoài chợ gì? Đúng rồi cái bà đó, không phải đâu. Anh nghĩ là không có đâu, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà anh nói em nghe nè, hồi nãy em Sao? nói là từ gì chứ? Phong phanh, không phải, em phải dùng từ phong thanh mới đúng. Phong thanh mới là tin đồn. Còn cái từ phong phanh nó là cái gì đó đó đó, anh không rõ nhưng mà anh biết chắc là phong thanh mới đúng. À em nghĩ là phong phanh theo cái trình độ em biết thì là từ phong phanh đấy không phải phong thanh không dạ anh em không cãi nhau nó tốn thời gian anh em mình đi hỏi chuyên gia sao nhá ok em các bạn thân mến theo các bạn từ nào là từ đúng phong thanh hay phong phanh Trước hết, chúng ta tìm hiểu về từ phong thanh phong thanh là từ gốc hán có hai nghĩa nghĩa hẹp là tiếng gió thổi khi mình có điều gì nghi ngại trong lòng thì nghe tiếng gì cũng sợ thí dụ như khi thua trận nghe tiếng gió thổi mà ngỡ là quân giặc đuổi theo nghĩa rộng là tin đồn nghĩa của từ này là loáng thoáng nghe được biết được nhưng chưa thực sự chính xác. Thí dụ, chỉ nghe phong thanh chứ chưa chắc chắn. Nghe phong thanh là cô ấy đã đi lấy chồng. Trong khẩu ngữ, người ta hay nói nhầm là nghe phong thanh. Anh nghe chưa? Trời ơi, từ phong thanh là chuyên gia giải thích như là anh nói luôn. Là ừ. tin đồn á. Ừ thì anh cũng biết là như vậy Nhưng mà anh còn ngợi ngợi cái từ phong phanh Liệu rằng cái từ phong phanh với phong thanh nó có giống nhau không ta? Thì thôi thì mình hỏi tiếp chuyên gia nha em nhé Thứ đến là từ phong phanh Phong phanh là từ thuần Việt Chỉ tình trạng quần áo mặc mỏng manh không đủ ấm Thí dụ mặc phong phanh thế kia thì chịu sao nổi tiết trời sang đông rồi hãy giữ ấm cơ thể đừng mặc phong phanh con nhé vì thế nghe phong thanh mới là từ đúng nếu ai nói rằng nghe phong phanh thì đó là cách dùng sai các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ bàng quan hay bàng quang mến chào tạm biệt các bạn em thấy chưa em thấy chưa cái từ phong thanh là đúng đó trời đúng rồi anh phong thanh đúng rồi anh là phong phan không phải là mà phong thanh mới đúng đó em thấy chưa ghê chưa <laughs> thôi chết rồi trễ hai chục phút đúng rồi thằng sen nó chờ thôi anh em anh mình, mình đi chơi, chơi game em. ok em